và nó cứ luôn bắt lỗ cổ và cái thằng đó thôi. Thì Đức Phật mới nói rằng đây là cái kết quả của sự tham luyến, cho nên bà hoàng hậu đó đã trở thành hôn đạo. Vì thế làm sao mà nên được quả tự lạc? 어느 또 맞서서 도대체 시가 나는데 너 몽주 파마 빈자 아니 나는 미신이 다 맞서 소소고 카메라 맞아서 소화도 없어서 다 안 된다 같이 보내요 소화가 너무 그래 또 쓰셔야지. Khi mà cái thời điểm lâm chung thì thầy khuyên rằng là chúng ta đừng có hướng mắt vào nhà cửa tiền bạc của cải bạn bè, ngay cả người thân cũng vậy, phải bình an chúc phúc cho họ rồi mình ra đi, thì phải để cho cái tâm của mình chủ tâm vào Đức Phật và cầu xin cái sự gia trì của ngài để hết sức thành thật đưa mình vào cửa Phật mà thôi. Họ từ đây cũng vừa xa, nhẹ mà có anh biết là phải phê về được tôi mà cũng có nhìn chẳng được nhiều vậy. Thế mà chúng ta mà dùng nhiều cái biết là thế mà muốn hay không nhiều vậy. 다 수수료의 셈 인지기 강화하신 거예요. 인지기 메시지의 탐대력의 인지고 옛날에 라니엘들의 다시야 아르 정도는 셈지의 탐대력의 인지고 아니 아무래도 타지도 대화지 근데 지금 아무래도 유명한 도와도 유료 있어. Có hai điều rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái điều kiện tốt để mà nên được quả tức là đầu tiên là mình phải có một cái tín tâm hết sức mạnh liệt vào Đức Phật A Di Đà. Điều thứ hai là mình sống với lòng từ bi. Rất là quan trọng là mình sống rất là hài hòa và mình phải được thương yêu. Thì như vậy mới có đi hết tất cả những cái thói quen tật xấu của mình. Không có cái sự thương yêu là mình không bao giờ thăng tiến trong cái sự mà làm những cái điều thiện. 그래서 심지어 탐지기 동네들이 매화가 쉬어야지 다른 말로 되면 동네 중앙으로 심지어 탐지기 동네들이 그쪽 가더라도 매화가 참 쉬운 인 타가는 데 그만하면 돼요. 근데 심지어는 한 인식으로 와. Khi mà những cái thời hóa cầu nguyện của mình thì đừng có nghĩ cho chính mình không mà thôi, mà nghĩ rằng là tất cả chúng sanh thì họ đều giống như mình cũng mong cầu hạnh phúc, không ai đau khổ khổ đau cả, thì mình cũng giống họ thôi, cho nên hôm nay con cầu nguyện chư Phật gia trì cho con, cũng cần gia trì cho tất cả chúng sanh để cho họ có được chỗ an lạc hạnh phúc. Thì như vậy trong cái tâm của mình khi nào cũng hướng có cái lòng vị tha hướng đến chúng sanh cả, thì như vậy rất là tốt. 다른 사람도 시도하고 내가 그냥 하고 그래서 수수수상 무엇이든 그걸 따지 내가 하고 그래요. 그래서 다른 사람도 시도하고 내가 그랬으나 말하는 수수수고디 좋아하시는 분 좀 말해. 사, 추, 내, 룸스 모두 신 좋아하시는 분 좀 말해. Và bây giờ là những cái dấu hiệu của người ra đi lúc là mình lâm chung, thì tự vì mình có thân của mình là được cấu tạo ra bởi tứ đại, tức là bốn cái nguyên tố đó là đất, là nước, là lửa và gió. Tất nhiên là địa đài, thủy đài, phong đài và hỏa đài. Ờ, chúng ta sẽ đến mẹ chính mẹ lắm, làm cho số của chúng ta đã đều là mà chúng ta đã đến. Mẹ chúng ta chúng ta đã đến. Ờ, ta đã đến, ta đã đến, ta đã đến. Khi mà bốn cái nguyên tố này mà nó không có thăng bằng là mình hay đừng hoàng hoặc là mình hay có một vấn đề về cái thân của mình. 다들이 그 사람 따먹고 실을 따먹고 근데 수고해서나 당분 얻어라 아니면 그래서나 싸 나머지 싸이 중화냐 누구래 싸주로 되는 주 매력 되면서 싸주로 되면서 싸이 중화냐 어디 주로 가고 매력 듣고 싸이 중화냐 매력 세우고 그래 đầu tiên là địa đại, tức là chất tử trong người của mình nó sẽ bắt đầu tan rã và nó để lại cho cái năng lực của chất lỏng, tất nhiên là thủy đại trong người của mình làm việc thì chất cứng trong người của mình nó sẽ tăng cả. Ờ, ta sợ. Anh mẹ mà chơi chủ anh mẹ mà chơi chúng ta muốn ta nhi người chi ta nam cái ta sẽ mẹ đau nhi sai người vậy. Khi mà chất cứng trong người của mình tăng cả thì có hai cái dấu hiệu bên trong và dấu hiệu bên ngoài. Ờ, ta chi ta thì cái số lưu chúa sao chả. Ở đâu lưu chúa thì cả ta chỉ thấy người nam cái ta thì là cái mà ta thì người vậy. Đầu tiên là thân của chúng ta lỏng lẻo, rất là yếu đuối, mình có cái cảm giác như là thân của mình không còn cái năng lực nào cả, rất là tàn tạ. Ồ, anh nói như ta là anh xa khiến mà tinh mà thiếu được. Nhà nó mà thoát, thông trình mà giá được. Tình trình cái nói như vậy. Và lúc đó mình cảm thấy như là mình đang chìm vào một cái khe lưỡi, mình chìm rất là sâu, mình rơi vào một cái hầm rất là sâu. 어, 근데 수술을 피우니 이거 우리 사람 다 수술 수술치고 수술을 다 시작 다 이거 이거래. 다 우리 사람 다 수술 쌤들이 작성 지주 해봐요. 나 아니다 보고 써왔다 번호 치고 다. 나
và những cái dấu hiệu mình có cái cảm giác như là mình đi lún sâu vào trong lòng đất, thì lúc đó là mình không còn nghĩ tới ai nữa, mình chỉ cầu xin Đức Phật gia trì cho mình. 아, 나가는 질문 중에서 드릴 질문을 쏘았다면 아니 하나 말하죠. 아까 무슨 질문 거예요? 아, 좋습니다. 나 주인 좋아하냐 하면서 야, 나는 나다 친다, 니 이런 것도 써야 돼. 아, 나 친다, 가래를 보면서 나 따랑 타는 걸 또 써봐야 돼. 가수라 나 아직. 어, 제말. 제만도 좋아하는 것 같은 예만 사모들의 충고 신신 통합시 늘게 나와서 보여 말해. 어, 남의 따지. 따지. 아, 나듯이 함정이야. 아니, 자주 자주 깨시면 되고, 자주 깨시면 되고, 어디에 있고, 그래. 어, 나, 치즈다, 나, 아주 카드도 감. 나, 소고, 우문화도 감. 어디에 있고, 그래. 아, 다음은 좀 옛날에 들어왔어. 니가 지금 오로지수만 카레 이야기인데 주주고 들어왔어. 뭐 주고 얘는 다 감체. 뭐 근데 이거 들어왔어. 어,
chỉ đạo để cái này cái kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng qua không có sao mà kia cái gì cũng
mất những khi đó thở ra thì rất là mạnh mà thở vào thì rất là yếu, không còn cái năng lực để thở vào, thở một cách cụ thể hoặc là khó khăn. À, ta, cho nên chúng ta sẽ nhìn từ hai cái góc độ. Ai mà ít đó thì sẽ thấy những người bệnh như vậy là điểm này. À, thì chúng ta, à, thì nó tu sẽ thấy cái cảm giác chuyển như vậy đấy. À, cái hơi thở đi vào càng lúc càng ít, cho nên là sau đó nó sẽ chậm đi. 어, 나한테 지인다. 아, 남겼다. 그러고서는 너무 위태하게 있어서 가만히 캐도 내내 나와 차이가 그랬어. 어, 나들은 문제라. 나도 쉬워. 나도 믿음이 심하샤. 우가부도 왔어. 근데 진단이 쉬워지 차고 되냐? 아주 추억이 차니? 쉬워진다. 왜 이거 말했어? Thường thì người ta nói rằng khi mà mình tắt thở là mình chết, nhưng mà trong đạo Phật mình dạy rằng tắt thở không phải là chưa chết, vẫn còn đó. Ờ, khá là sân, mẹ đó, khá là sân, mà nó có xí ra rồi á. Anh ấy muốn chú xem đi chứ, đúng của họ mà, anh ta xem chứ, luôn mẹ mà đấy. Khi đó, mình còn cái tâm thức của mình. Ờ, nếu tốt về tôi xong, ta đã đến mà, chứ nó chú xóa rạc mà, ta mà nó chú phiêu đi, nó bắt đi chết, mẹ mà chá mà đấy. Khi đó thì những cái tâm thức thô mà làm cho mình có cái cảm giác hàng ngày nó bắt đầu tăng ra. Ờ, ta đi chơi là khả năng của lịch sử là hắn ấy, nam sĩ, 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 khi đó là để lại cho cái tâm vi tế làm việc, thì khi mà mình tắt thở mình phải qua bốn cái giai đoạn của cái tâm thức của mình. Ờ, ta mới ra một số chân trong thời gian đó, thằng bố cả lên mà, như ba, ma lên mà, số ba, ma lên mà, chỉ bất đến tham chiếu của người sẽ có đủ xin để ra nó là sự sai của người. Khi đó người mất họ sẽ thấy rằng là được mắt của họ là cái tâm thức của họ, cái tâm thức trời nắng, rồi sau đó cái tâm thức đó, cái tâm thức như một bầu trời màu trắng, rồi sau đó tâm thức đó chuyển qua một bầu trời màu hồng cam, rồi mình sẽ thấy là vì tâm thức của mình phải được cái bầu trời màu đen kịt, rồi khi đó mình thấy được ảnh thân quang. Ờ, ta đi những cái sao mà duy được số phút quá, số phút thì chả được sao, khá là để chả được sao, phan đấy thì quá chả đi được đấy, mà duy số phút thì chả được quá. Tại vì sao? Tại vì là khi mà mình sinh ra là mình nhận tinh nghiệp của cha mẹ mới tạo ra được con người của mình. 어, 나 담보대 깔려면 나와 차고 하자. 그래서 먼저도 짜, 짜, 로마, 짱마, 우먼스, 짜, 숨부지. 짜, 숨내, 알아서 통화가 돼서 짜인다래야. 근데 네 마음 법이 보이고 그래. 파이, 파이, 정말 후보하지 마. 법이 니가라 마. 근데 여기서 봐. 아니, 나와 그래야. 짜증, 나와, 나 왜 그래. 그렇지. 그건 또 시작해 보이고 그래. thì khi đó mình sẽ thấy rằng là mình có cái mặt mặt trung ương và mặt bên phải, mặt bên phải tất cả đều hội nhập và cái tinh chất của cha nó sẽ đi từ đỉnh đầu của mình và nó đi xuống ngay cái tim của mình, thì lúc đó mình thấy bầu trời màu trắng. Ờ, ta mà nên ta để mình nói cha qua được các sản mà làm cho số bút thì mai qua được cha mình ra qua đi ya anh em qua mai qua đi ya thì mình gần mà để qua thì mình gần thế nên là sao ông má thì nào là cha ông khi đó mình cái chất của cái huyết cái chất của người mẹ là đi từ dưới đi lên, cho nên nó lại hồi nhập về tim, cho nên mình thấy cái bầu trời tâm thức của mình màu hồng đỏ. Ờ, ta thì như như cái là năm độ khi nhập khẩu trả là ta anh em nào cũng nào mà nát thì từ ta thấy là mình nát từ trả rồi rồi thì đến đó mới trả rồi rồi thì đó là sao anh em khi nhập khẩu trả rồi chúng sẽ được làm lại để thì giờ anh chỉ thấy cái nào mà đủ sao đấy, nào quên nào vậy? Khi mà mình sinh ra là cái tính chất của những cái việc của mẹ nó gặp nhau mà tạo ra con người của mình, thì bây giờ cái tự nhiên cũng như là cái tính chất của cha gặp nhau hai cái tim thì tự nhiên họ gặp nhau là chọn giúp cái cuộc đời của mình, thì lúc đó mình thấy bầu trời tâm thức của mình đẹp đẹp rất là đẹp. Ta đi trên đường chúng ta phải xem là anh là hàng sinh viên nào vậy? Anh mà nó có nhiều mục đích để khai hoang mà trên sự xem ta kỹ hơn thì chúng ta có thể. 쌤 길이야 그렇잖아. 탐정도 뭐 메세에서는 나 쌤 니네 나 왜 메다 보면 많이 니네 메다 보면 많이 짜증 나와주셔.
kia thì cũng tiếp tục ngồi vào đấy. Thì khi đó nó hiện ra cái ảnh thanh quang là cái chân tâm thông thông suốt của mình, không đại một điều lớn mà không có một cái sự mà ô uế bởi cái gì cả. Ở đó tôi đưa số số người anh ấy chuyển nhà này chứ, tôi bao nhiêu cũng không được là, tôi bao nhiêu học nghề là, anh ấy cứ tôi bao nhiêu cũng cả sĩ cái gì cả đấy. Cho nên cái giây phút đó là quan trọng nhất cho quyết định cái tương lai của mình. Thì nếu mà trong lúc mình còn sống mà mình tu tập, mình được tu tập mà ai mà đạt được tới sự hiểu biết về tánh không, thì họ chung tay cái giây phút đó và thiền định trên tánh không để mà dẫn dắt cuộc đời của họ. Ờ, đã số số nhà nên mà mới chia được, đã đứng sao? Anh nhà này thì chỉ là một cách chỉ là hoàn toàn cái chỉ chung với anh, cái đến nào anh chào ta làm sao số số đi, cái chỉ được một người. Đi xin chỗ nào đấy, có lẽ công việc chỉ nhà bài sản, công việc thế nên có bao nhiêu sự nghiệp tốt cả, hoàn toàn đấy điều của đấy. Suốt cả cuộc đời mình tu tập thì đây là cái giây phút mà mình áp dụng cái sự tu tập của mình. Cho nên khi mà ảnh thân quang hiện ra là chúng ta có một áp dụng cái sự tu tập của mình. Có những vị mà họ tu rất là cao, họ ngay cả lúc đó là thân xác rã rời nhưng mà họ vẫn thiền định để mà trong cái giai đoạn đó. Ờ, đánh giá mà là nó hấp dẫn nhau vậy đó. Tập bài nhiều, tập chơi chơi mà nhiều, tập bài nhiều to và cái đêm trên này cũng chuyên để giao mà nhiều. Thì đi vậy đó, anh ấy có điều kiện năng nhiều này mà nó hấp dẫn là quá sợ rồi. Lại một lần nữa cái thói quen cái tập quán cái sức là quan trọng. Khi mà mình không có cái thói quen thì cái gì nó xảy ra mình không có kiểm soát được, từ vì mình không có cái thói quen. Nhưng một khi mà mình đã biết được và mình tạo cho mình một cái thói quen rất là mạnh, mình đem ra mình áp dụng ngay. Và những người mà họ tu mà họ cố gắng để mà hiểu về tánh không và họ rất là thiền định trên cái điều đó thì chỉ lúc nó xảy ra họ áp dụng rất là dễ dàng. Ồ, ta đến đây cũng giống như mình cũng hiểu về cái sao? Tiếng sao giả ba lì à? Năm chín sáu sáu chín hai quả. Như thế à? Anh từ đây chào các khách sẽ anh cũng bắt đầu chơi, đúng không? Chọn người, đúng không? Xin nhận đi. Nhi mà, bên này nhi mà, chúng ta sung sướng cho tôi vào được. Nhà khách sẽ vào được mà đấy. Lưu chỉ muốn chuyển mà hả? Lưu cơ vẫn chỉ chỉ mà chỉ chỉ để đi đào vào cái địa điểm của họ thì sao? Có những bậc cao tăng đã áp dụng cái sự tu hành của họ trong cái giai đoạn đó, cho nên mình đã nghe, mình đã hiểu được rằng là bên Ấn Độ có các bậc thầy khi mà họ chết, họ vẫn ngồi thiền như vậy và dùng cái tâm sát của họ có những cái hiện tượng của tương lai nó tăng ra, nhưng mà các thầy vẫn ngồi trong tư thế rất là vững và không có mùi hôi, mặc dù ở nơi đó Ấn Độ thời tiết rất là nóng mà vẫn không có mùi hôi và không có cái cảm giác là cái dấu hiệu của cái sự tăng ra. Cả ngày có thể ngồi 21 ngày, 3 tuần, 1 tháng mà không có cái dấu hiệu gì cả, như là đang tu tập mặc dù đã chết rồi, đã tắt thở rồi. 지난번에 미신은 최적화시 일대에서만 룰을 정확하게 룰까지 오신 지금 와서 룰을 잘 봐서 thường là người như mình thì khi mà chết đi thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ thôi là đã có cái mùi hôi thối và cái thân sắc của mình nó cũng thay đổi, nhiều khi mình chuyển qua màu tím màu xanh đậm hay màu đen. 가서나 피네롤라 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 안에 그 주부도 엄마가 메이크업 치세요. 가서 주제만 룰을 잘 해요. Người chết bình thường thì mình sẽ thấy được cái sự mà thay đổi thân sắc rất là tệ hại. Ồ, thế thì chúng ta đang ở đó rồi chơi, nhà cô chơi, ta đứng đứng sau đó tông vào những cái đồ tổ thôi à? Ta đứng đứng sau đó anh em đặt cái thứ nào cho anh chơi thì à? Quá là nhiều những cái đồ thứ gì đấy. Mình phải tiếp tục làm sao mà tu tập đều đặn để vào cái lúc đó cái thói quen của mình nó vẫn hướng mình đến Đức Phật A Di Đà và cái câu nguyện của mình hàng ngày nó cũng trở thành cái thói quen để dẫn dắt mình đến nơi mình hàng. 어, 나는 전화를 드려서 좀 시가 나올 때 따, 근데 연구를 쓴다는데, 한테 가서 맞다 맞으면 또 어디 따, 근데 연구인가요? 알아서 시도 봤어. 따도 연구 삼아, 따 말아도 취업지 않고, 양매지 않고, 삼도 두두 담아, 센 삼도 두두고, 장주고 센고. 어, 나가 놓으신 게 똥이 뚫었다, 소소하게 간다, 지금 장군이 아버지. 양 소소하게 안 했다고 하면 그 소화해야 됐다. 근데 가르치기 전에는 소소, 네 뒤에 드디어 이렇게 치고 있고, 이거래. Trong lúc mình còn sống, mình sẽ nương tựa vào Tam Bảo, mình sẽ có Bồ Đề Tâm, mình phải biết thương yêu sống để làm những việc thương cho đời và thay đổi cái nhân cách của mình qua cái đối xử thế cũng như là tạo những cái điều lành, khi đó đã trở thành một thói quen và tạo cho mình là một cái con người tốt. Và hàng ngày qua cái sự tu tập đó thì mình đến với Đức Phật A Di Đà và mình đến với Tam Bảo và được một cái sự tĩnh tâm rất là mạnh.
nghiệp, thì khi mà những dấu hiệu đó nó xảy ra là chúng ta phải cảm ứng ngay, chúng ta đang ở trong một cái tư thế chuẩn bị, thì khi mà nó đến là chúng ta đừng ngay quên hết tất cả mọi việc, chỉ nghĩ đến cái sự tu tập của mình mà thôi. À, ta đứng như sao mà ông bà nói là chuyện này, anh ta đứng như ta, người ta mà nói chuyện này chứ. Anh ấy, số số gì thì bao nhiêu, cụ cụ ta phá mặt được cái kia như thế nào, số số là chấp thu được, số là chấp thu không mà, mà ta xí ra là nghe sao đó, chấp thu không mà. Nếu mà mình không ở trong tư thế chuẩn bị thì mình sẽ rất là kinh hoàng, mình rất là sợ hãi, thì mình cũng kêu ba cho nữa, bà con họ hàng xung quanh cũng không ai nghe. Hàng ngày thì mình có thể bảo vệ bởi bà con của mình, bởi người thân của mình, nhưng mà bây giờ không ai có thể bảo vệ mình được cả. Dù cho họ khóc lóc mình nghe, mình cũng không có làm gì giúp cho họ. Họ chân mất tôi mà sẽ ta đi ông được suy ngủ ngủ để trả tiền ta đi ông về số số nhau thì người ta làm được rất là có chiều hóa cái giây phục đó là cái sự vô minh tổng mở cái nghiệp lực của mình tùy theo cái trạng thái tâm của mình lúc đó nó sẽ tạo ra cái nghiệp và cái nghiệp đó nó cái nghiệp lực đó nó sẽ biết mình cái quả luân hồi nào mà mình gọi sự tái sanh. À, ta cứ xem là ta nói là chúng ta làm được tám mươi tuổi như vậy, khai sinh chúng ta làm được là anh chỉ đạt 90 tuổi, anh không chết, anh ta làm được những chuyện gì sẽ lại được. 미디마시바이모스니 안데레 톤데토바스 미시키라라데리토로마주토모바스 프라데데오데데오토요레스 멘드와이 나타탄 님마 타탄 탁슈레니 디힘토라 타타이 인토크데이 메탄 데디오키다 티 예츠 츠츠와 크라데오 디드니엔 파니 츠츠와 마레 마로아 티 멘나오 레 디마사코 멘 하카 드니엔 멘 타이토아 마쿠이 멘 타이토아 미니 티 마나오 멘 드오 họ để họ muốn lấy mạng của mình thì đó gọi là tự thân sáng suốt, giống như mà tự thân sáng suốt để cho nên. Họ đã đến cái sao mà nó mang ra là thế nên nó muốn cụ ta như được quá sự thế, như chỉ là họ thế nên ta như nên nó muốn được quá. Ngài đã đến thăm rất là nhiều bệnh viện và những dấu hiệu này làm hoảng sợ những bệnh nhân và những những người nói ra là hỏi những ai đó kéo chân của con hoặc kéo tay của con hoặc là thầy ở ngoài thì cửa sổ từ những bạn cái đau mà họ bắt cái người đó. Thật ra nếu mà những con người trả lại những con bộ sẽ bị chìm rồi. Nó có sự là một cái con bộ nó không có gì cả, 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 nó không có gì cả. Còn là người đấy cũng được đánh nhau vào và bị xin 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 xin. Ở bên Ấn Độ, Ngài đã chứng kiến một người mà xuống cả đời bị bò cho nên thì lúc mà ông một sống mà sắp sửa mất là ông thấy biết bao nhiêu bò ngày nào là cũng đến nhà ông và nó kéo ông đến khi ông sống một cuộc đời ngã tù ông sống đi bò này và cuối cùng là ông ra đi và ông vẫn bị chàng với những con bò đã kéo ông liên quan cuộc đời. Ồ, thì đến ta, ta mà nó đứng trên một cái sắp 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 xuống ngày phải luôn luôn nghĩ tưởng tới tam bảo, có một cái tín tâm tin tưởng rằng tam bảo sẽ dẫn dắt cho chúng ta cứu độ cho mình và tin tưởng và đức phật A Di Đà sẽ có những cái năng lực để mà hướng dẫn mình ra đi tạo một cái thói quen tốt hàng ngày thì mình sẽ áp dụng trong những cái lúc bất chắc mà bất chợt xảy ra thì những thói quen đó của mình. Và thứ tư là anh em phải hòa hòa sự đó hòa cùng nhau điều này. Còn ta thứ tư phải chúng ta cùng điều này. Rất là nhiều cái phương cách để mà gọi là cái phương cách khoa tất nhiên là cái pháp chữa di tâm thức để mà hướng dẫn cho chúng ta những người giỏi cái pháp chữa di tâm thức thường là những người bất họ rất là cần nhắc ai để mà hướng dẫn cái thần thức của họ về cái quả tốt. Ra ta thấy là tu duy đi chúng ta anh sẽ nói nhiều mà đấy là anh chỉ mà chỉ mà là tu duy nó sẽ cho họ để họ được sinh ra. Ai chỉ nói cho chúng ta những cái điều mà cần thiết ngày hôm nay nếu nói về chi tiết thì rất là nhiều nếu có một cái dịp khác hoặc là có dịp thì ngài sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn nhưng mà quan trọng chúng ta cần phải biết những điều các bạn. Anadolu gençliği yöneticiliği ikinci yıl birinci sistemde şahane düzgünle sanırımdan uğramadığında şikayet alın çeyreğine tahta dediğinde ilk yılında aslında sanırımda olan taci alın aslında şahane yana hani bir de tabi yöneticiliği. Bak, hayır, ne? Bu, 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 ne? Bu,
là vô thường thì chuyện nó sẽ rất là phức tạp. Cho nên phải có nhắc nhở thì chúng ta mới tinh tấn trong cái sự tu tập của mình và tinh tấn để tạo một cái thói quen tốt. Nhá, ô, thật ra là chú bí gì? Ai mình chỉ khám xem, đéo nghề gì? Ai mình thật sự chờ. Thì đó là nó chỉ thả thả này. Chỉ trái như là em đôi, next day morning, đôi nó sẽ học của mình đó. Rất là nhiều người nói với ngài rằng là bây giờ con quá bận rộn, đủ thị trường này mà bận rộn rồi, khi nào mà con về hương thì con mới tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà ai mà biết được rằng là cái kiếp trước, à kiếp sau, kiếp vị lai của mình là đến trước khi mà mình về hương. Ờ, tôi sợ chứ. Nhá, chỉ trái trên, thần thức bí dư mắt là chả nhà là yếu đá. Chỉ trái trên, nên bị bố bí dư. Ngay là khi mình về hương, mình còn bầm hơn lúc mình làm việc. Ờ, tôi sợ chứ. Nhưng mà tôi thật ra, lẽ ra yếu đúng chú ý, chứ đúng lúc cho chị chị, nhìn chị nhìn chị có cho chú xin lắm, hắn là ra tôi, khó bắt chắc là xin kia là hóa. Xin kia là hóa, là hóa, mà lúc cho hóa chắc là hóa, là hóa, là hóa, có một cái nguyên nhân nào để mà che giấu cho mình cái sự lười biếng tu tập của mình bằng cách rằng là nói mình quá bận rồi, dù cho mình làm việc thật sự mình muốn tu, mình vẫn có một vài giây phút trong ngày để mà mình tu tập hoặc là để mình học pháp. Tại vì cái sự học pháp là giúp cho chúng ta có cái sự hiểu biết. Mình đi ở ngoài đường mà mình biết cái con đường nào mình muốn đi, cái mục đích chỗ nào mình muốn đến, thì khi mà mình biết được thì mình sẽ đi rất là bình an và rất là có cái sự tin chắc là mình biết đi. Tại vì cái sự hiểu biết nó rất là quan trọng, còn đi trong cái mê mờ là mình rất là hoảng sợ và mình rất là hoang mang. Thôi à, anh đi nghe sư phụ dạy gì? Anh biết là bà biểu người tôi mi sinh chuyện đó, và thứ sáu tôi là ba đến mi sinh đó, là sao chỉ biết sao sao? Thì đây là chỉ khi anh em mà xem nên là ba sao cũng rất là đa. Có những người nói rằng thầy tại đây là chỉ là một chút để cho mình cười mà thôi, ngài cho vui mà thôi, ngài nói rằng là cứ tin tưởng vào cái máy, cứ nam mô A Di Đà Phật số cái này cái máy, nhưng mà cái tâm của mình mới là quan trọng, không phải là cái máy. Now everyone go to one mission to show you. No internet, then you cannot go. Start there. That's our mind built up, brought in the Amitabha God. That's what you need to learn. Very important. Amitabha, you pure and go to, you have the God. Then you learn, then you, after you, something happen, then you mind, why are you thinking, then everything you do there, understand, is why God. Đừng có nương tựa vào cái máy hoặc là đừng có nương tựa vào mạng lưới mà để cho mình phải suốt ngày cùng ai chỉ là nhờ vào internet hoặc là nhờ vào cái máy móc thì cái đào lộ mà mình đi được bản thân cái đào lộ mà mình đến gần với Đức Phật A Di Đà không phải là cái tiếng tụng kinh qua cái máy mà cái tâm của chúng ta phải tiếng tụng kinh, tâm của chúng ta phải hướng về ngài, bởi vì cái đào lộ đó chỉ có mình đi chứ không phải cái máy đi, và mình sẽ biết được mình đi như thế nào. Đôi khi mình có hiểu rõ mình sắp nhận được cái hướng đi và mình rất là an tâm để mình đi, cho nên cuối cùng cái sự tu tập nó phải đi từ tâm của mình, không phải đi từ cái máy. Sám tha là do sám bao tạm đa, do A Di Đà Phật theo cái sinh chữ, thì là A Di Đà Phật cái cung đơn lần đây là A Di Đà Phật không chỉ số số mà chỉ cung đơn này mà chỉ là số xíu số, ta lại học được à? A Di Đà Phật cung đơn chúng ta thì A Di Đà Phật là gì? Cung đơn này mà chúng ta nói A Di Đà Phật cái đấy chúng ta sẽ là sám tha mà. Có một điều rất là khuyên khi mà mình niệm A Di Đà Phật suốt cả ngày nhưng mà nợ không có cái tượng Phật, mình chỉ nghĩ rằng là trong tâm của mình chỉ niệm những ngày mà thôi, rất là quan trọng mà mình thấy hình ảnh của ngài rất là rõ ràng, nhưng chúng có tượng Phật của ngài mình cũng thấy rất là rõ ràng, như là ngài ở trước mặt của chúng ta, cái tâm thức của mình, cái hình ảnh, cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà nó rất là nhập tâm về mình, thì đó là một cái điều tốt nữa, ngoài trừ cái sự tổn thất niềm hoàn cảnh của Phật hàng ngày. That's why our need the concentrated meditation. Amitabha, maybe you look at Amitabha, you visualize clear mind view, not only scattered in the mind. Nhiều khi mình phải nhìn cái tượng Phật cho nó nhập tâm, rồi không phải là tượng Phật và Đức Phật là có Đức Phật A Di Đà là trung tâm của mình. Như khi mà mình di trú và mà mình niệm hồng danh của ngài cũng như mình đang thiền vậy, từ vì ngài hiện ra với trong cái tâm thức của mình rất là rõ ràng mà không cần tượng Phật, thì như vậy là mình đã có một sự cố gắng tăng thêm ngoài cái việc di trú. Another suggestion: sometimes our disciple come to Buddha, they want that Buddha.
Pijota, what is content to the Pijotas? Our Dharma. The day you do us, and also half of us. Như vậy, những ai mà luôn luôn thừa tùng hồng danh của Đức Phật Quảng Thế Âm, mình cũng phải có trong tâm thức của mình hình tượng của Ngài, hình ảnh của Ngài rất là rõ ràng ở trong tâm thức của mình. Thì như vậy là vừa niềm hồng danh của Ngài và vừa trong tâm thức của mình có Ngài. Hồng Đức Sĩ, Mà Lạc Thư, Mãi Nghĩ Sư Đô Quả, Sên Nam Nghĩ Sáng Bộ Tăng Quả Thư Kế Sĩ Bộ. Thế giả mà tôi xin chú sá bác, Cô Trắc Kỳ Trò Mẹ Bà Rê, Pichir Kìa Mẹ Bộ, Sư Sư Sên Nam Nghĩ Sáng Bộ Tăng Quả Thư Kế Sĩ Bộ. Bất cứ cái gì cái tâm mình là quyết định tất cả. Khi mà mình ra đi thì mình không có thể nào mà đi cái cuộc đời mà mình vượt qua một cái cuộc đời mới. Mình không có tượng Phật, mình không có hình ảnh của Phật, nhưng mà trong tâm của mình luôn có Ngài đi theo. Cho nên cái tâm thì rất là quan trọng để quyết định cái tương lai của mình. Ờ, ta tu sĩ, ta tu sĩ là sao? Chúng ta có question chỉ số, three question, and a short question. À, con có câu hỏi là con biết tại sao lúc nào con cũng thấy đầy trời nhá, mà mấy cái như con cái cục hộp é vậy mà nó đầy trời, lúc nào con cũng thấy cái đó là thật đúng
và cái nương tựa, thì dường như mình nương tựa vào Phật bảo, tất nhiên là mình xem tất cả những cái hình tượng của Phật, mặc dù tượng Phật, hình Phật không phải là Phật, nhưng mà chúng ta còn xem đó là Phật thật, và chúng ta có cái sự mà hết sức là cung kính, không bao giờ để những cái hình tượng của Phật ở những cái nơi mà xấu xa hoặc là nhớ bận, mà khi nào cũng tỏ lòng tôn kính, và chúng ta không có quy y, không có nương tựa vào thiên thần quỷ vật, từ vì họ là những cái chúng sanh mà còn ở trong cái thế gian, họ vẫn còn có thể hại mình, và họ vẫn còn bị cái nghiệp lực của cái luân hồi sanh tử, cho nên chúng ta quy y Phật và chúng ta không có nương tựa vào thiên thần quỷ vật nào cả, dù cho họ đem lại cho mình lợi ích. Cái thứ hai là mình nương tựa vào Pháp bảo, tất nhiên là Pháp có nghĩa rằng là những cái thiền đức của Phật, Pháp bảo là thiền đức của Phật, Pháp là kinh sách. Kinh sách không phải là Pháp bảo, nhưng mà nhờ kinh sách là chỉ dẫn cái đạo lộ để cho mình tu tập, cho nên là phổ tiện cho mình được cái thiền đức của Phật, đó là bảo châu của Pháp. Thì như vậy là chúng ta phải tôn trọng những cái kinh sách quan trọng như là cái bảo châu của Pháp, và không bao giờ để cái đất hoặc là để những cái nơi dơ bẩn, rất là tôn trọng những cái lời giáo huấn trong đó, từ vì nó sẽ đào tạo cho chúng ta những thiền đức mà tạo cho chúng ta có được cái bảo châu của Pháp. Và cái điều thứ ba là khi mà chúng ta gặp các vị tăng thì chúng ta phải xét đó như là tăng bảo, và chúng ta không có được chê bai, không có được phá quấy, cũng không có được làm những cái điều mà hại tới tăng đoàn, thì đó là chúng ta tôn trọng. Và nhất là khi mà chúng ta đi vào tà đi tôn trọng tăng bảo thì chúng ta phải đừng có hãm hại bất cứ ai cả. Thì dường như những người mà họ vẫn ảnh hưởng tới những cái sự tu tập của mình, ảnh hưởng tới cái tâm thanh tịnh của mình, thì mình chỉ làm sao họ mà thôi, nhưng mà mình vẫn quý mến họ, thương yêu họ và giúp đỡ cho họ những khi họ cần, nhưng mà mình làm sao họ để cho tâm của mình đang còn được đầu vào tu tập, đang còn rất là yếu đuối, mình còn bị ô nhiễm. Thì đó là những cái điều mà nếu mà mình theo được và mình làm được, tất nhiên là mình vừa làm lễ quy y rồi và mình thật sự là tôn kính tam bảo. This is then rule. Rule của đường Tri Chiu Chăm Rút and six rules. Đó là những cái luật của quy y tam bảo mà chúng ta cần phải là lương theo.